coi ổng chơi banh mà ổng lạy kìa. Vô. Đây cả nhà ơi, thì đây là toàn cảnh bên trong của cái khu chơi bowling nha cả nhà. Thì ở trong đây toàn là mấy đứa bọn trẻ chơi thôi, toàn là học sinh thôi. Thì hôm nay mình cũng đưa hai đứa nhỏ đi chơi thử. Hai đứa nhỏ của em thì cũng mới chơi lần đầu tiên nha cả nhà. Vì con hai đứa nhỏ của em thì cũng hay đi chơi bóng rổ, chứ ít có chơi, không có chơi cái này. Hôm nay là ngày đầu tiên em dắt vào đây. Thì trước tiên thì mình đi đo cái đo giày nha cả nhà, đo giày để cho nó hợp với lại cái kích cỡ chân của mình. Mình không có được mang giày của mình đâu, mình phải mang giày ở trong này mình chơi nha. Hôm nay thì em sẽ đi cổ vũ cho ba cha con nhà nó nha. Cả nhà hãy theo dõi cùng em nha, cả nhà nha. Bây giờ bọn nhỏ thì sẽ đeo giày vào và sẽ đi chọn những trái banh mà tùy theo cái sức của bọn trẻ cầm nha. Có những trái nặng và có những trái nhẹ. Thì hôm nay ngày đầu tiên hai đứa nhỏ chơi thì chắc hai đứa nó sẽ chọn những cái trái nhẹ nhẹ thôi nha cả nhà, chứ nặng quá cầm không nổi á. Để nó chơi nó cầm từ từ thôi.
trên là hoa châu, ok. Vô là bán đàn là ô oh.